Vụ hai cháu gái gặp sự cố tại bể bơi ở Hạ Long, cháu thứ hai đã không qua khỏi. Liên quan đến vụ việc hai bé gái gặp sự cố trong bể bơi ở Hạ Long khiến một bé gái ra đi mãi mãi, còn một bé nguy kịch. Mới đây nhất, thông tin từ một cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, sau một thời gian được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên bé BNCA 7 tuổi vẫn tiên lượng nặng. Vậy nên gia đình đã xin được đưa bé về nhà vào ngày 12 tháng 6. Đến sáng ngày 13 tháng 6, bệnh viện liên lạc thì gia đình cho biết cháu A đã qua đời. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, một gia đình 4 người ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã thuê căn biệt thự thuộc khu 5, phường Bãi Cháy để nghỉ dưỡng. Trong lúc không để ý, hai cháu BNCA 7 tuổi và BNPC 4 tuổi đã rơi xuống bể bơi rồi đuối nước. Phát hiện sự việc, hai cháu được gia đình đưa đến bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cháu C 4 tuổi đã không qua khỏi do bị tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan. Cháu A bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước, phải điều trị lọc máu, thở máy tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Sau hơn một tuần điều trị thì cháu A đã qua đời trước sự đau xót của người thân, gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.